Chào bà con ha, bữa nay Liệt xuống xuống anh Lương ha, thăm cho anh lại cái áo ốc của khách hàng của Liệt là thành công hôm nay nữa là 2 năm phải không Lương? Đúng rồi, 2 năm rồi. 2 năm tức là trong thời gian 2 năm này là hồi đẻ hình như mình nuôi là 4 tháng là mình bán rồi. Đúng rồi. 4 tháng bán rồi mà tới giờ là được 2 năm là cũng vẫn thành công, ốc cũng đúng còn rồi. Ngon lành ha. Ngon lành lắm, giờ đẻ dữ lắm, đẻ rồi. Giờ đẻ dữ lắm, đẻ rồi. Thấy làm như kỹ thuật của em như vậy thấy thấy có khó khăn gì không? Cái gì nó cũng quá dễ rồi, nó gì hả? Đạt không? Đạt thì nó đạt chứ không thì nó không. Nó bây giờ nó cũng nói chung là nó đạt dữ lắm rồi, nó đạt khoảng có 90% á. Rồi đạt cái vụ trong thời gian mà nó thay đổi thời tiết đó, em có cái ngày đổ giống em có cho anh để dành sử dụng thay đổi thời tiết đó. Lấy cái đó nó gì đặt cái vụ nó có nổi nghiêng, mình lấy cái đó mình sử dụng nó đạt tới bao nhiêu phần trăm? Rồi 90% á. Nếu mà đặt cái vụ đạt, đạt không đạt là chắc giờ đâu còn ốc rồi hả? Đúng rồi. Giờ đẻ trứng đủ hai bên mé giờ dữ lắm đẻ mà. Dạ. Bộ quằn cái đó là quằn đi dắt trứng đó hả? Đúng rồi đó, là quằn đi dắt trứng không đó. Đẻ lên tới nửa bên mé luôn á. Thấy cây á. Dạ. Trời ơi, đẻ trứng coi nè. Ôi còn dữ lắm, vậy đâu lấy cái cây, lấy cái đầu dắt trứng lại. Chỉ lấy cái đầu dắt trứng thôi. Trời ơi nó đẻ kìa ông mẹ ơi. Quay vớt cho người ta coi, gỡ cái để nhầm khi số bà con ấy, mình lụm mình để lên á. Nói chứ. Năm nay chắc nhiều lắm rồi coi. Dạ, năm nay ốc dữ lắm ốc. Dạ. Đạt quá trời đạt luôn. Trời ơi đẻ. Ô trời ơi, đẻ gì mà mò một ngày là tính ra hơn gần ký, một ký trứng á. Là bằng cái số của em mà đổ là chị đó. Vậy là trong thời gian 2 năm này là chắc là lúc rồi hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ chị ốc ngoài 3 thùng mấy trước kìa. Nè thấy không bà con, nè nó đẻ nè. Cái này nó bị khô nè. Khô lớp trên rồi. Ngày nào cũng đi lấy được. Ngày nào cũng đi lấy nè. Tại vì còn là đắng nữa kìa. Còn đắng nữa. Kìa nhóc chân kìa. Ừ nhóc luôn. Còn đắng nữa đó. Tức quá để mình nói mình xuống xuống coi coi. Sao quá sao rồi? Sao được ta? Sao ôi ốc con nè ông mẹ ơi. Ừ. Ô con nè. Trời. Em nói em chị nói em ha là hết hồn luôn, nhiều lắm ốc. Cỡ vàng càng. Trời ơi ông nội mẹ ơi ốc. Bự dữ lắm, bự nhiều lắm vàng lắm trời. Sâu quá trời, sâu xuống. Ừ trong đó. Trời ơi có nè. Sâu lắm. Đó là hết chìm luôn rồi. Trời ơi. Cái nè, chìm dưới nước. Có nè, tá tá. Dữ ăn luôn nó ăn. Ăn đó mà ăn bây giờ nó ăn cái cùi luôn mà nó mất kệ mẹ cùi chân rồi đó. Trời nó ăn cái này bà con. Ờ nó ăn mất mẹ cùi chân rồi đó. Trời ơi. Nó ăn còn hơn nữa. Ô ốc này là Tết mà. Tết nay bán là vô đề tài. Ừ. Trời bà con nó nè. Trả chị là 40.000. Hiện giờ nó trả 45.000 số lùa hả? 45.000 là số lùa Tết Tết này mới mùng 2 bắt á, bắt hả? Nhón vô cái nè. Nhón vô cái rồi là cũng được, bắt luôn đó hả? Bắt luôn đó. Là 45.000 đó hả? 45.000 anh không chịu á. Là từ cái này luôn bắt luôn. Đúng rồi đó, cỡ đó là nó lụm hết trơn luôn. Trời trời. Ừ. Vậy là thôi Tết nay bán mẹ nó đi lấy tiền sắm vàng. Tết bán nè. Chị Tết như em dặn chị bây giờ nó mua gì bán luôn. Ừ. Đặng tại vì cái lượng cứu trứng mình quá trời nhiều rồi. Số lượng do là chị đổ là nó nở nè, là bằng của chú ốc. Là ốc của Liệt giao cho nó là nuôi 2 năm nay rồi nè, đích bằng không nè, có lộn con nào đâu. Đích bằng không à, đẻ ốc này ốc đẹp lắm. Trời ơi. Thôi. Vậy là nó giao sao mình cứ bắt đi, ốc mình quá trời rồi. Ừ. Nó nói là cả tháng mới lớn nè, nó lụm hết trơn luôn rồi. Nhỏ nhỏ bắt luôn. Nhỏ lụm hết trơn luôn. Trong thấy nhắm cái kỹ thuật của em đổ gì rồi chỉ cho anh gì làm nhắm gì rồi thành công mừng ha. Mừng á, đúng ra cũng nhờ em bút. Dạ. Chứ không có em bút rồi là đâu mình đâu có gì mà cái gì luôn. Nhưng mà trong cái thời gian em chỉ cho anh là làm y như em đúng không? Đúng rồi. Đó, nói chung ra cái không biết mình hỏi cái khách hàng của Liệt là anh Lương nè, chỉ sao anh làm như vậy. Phải làm nó sẽ được gì. Chứ bà con chỉ một chỉ gì mà bà con làm một khác một chút xíu thôi là nó sẽ đi lệch là dữ lắm, xa dữ lắm. Thôi vậy là anh chị vậy là mừng dữ lắm rồi. Đúng rồi. Con này con nói chung qua có gì mà mình nuôi mà mình không cho ăn. Đúng rồi. Mà điều cái nuôi này nhờ em mất kỹ sao mình làm gì mình không biết cái gì nổi. Rốt cuộc cái này nuôi gì cứ lo bèo không chứ đâu có cho ăn, em dặn không cho ăn là không cho ăn là đúng rồi. Chị không dám cho ăn. Trời ơi, có kìa. Dặn không cho ăn là đâu dám cho ăn. Mới con lỗ mà để dẹp nữa đây. Cái hàm lắm. Cái hàm lắm hả? Ở trên điện. Trời ơi, con lỗ mẹ ơi, ông hết hồn cái nè. Bị nắng là nó chìm bớt đó nha. Mừng anh mừng sâu quá. Trời ơi, nó nổi kìa. Trời ơi, con nè. Nè, nó còn ngậm đang ăn nè. Trời ơi. Mới con lỗ chút xíu mà vậy đó. Rồi đợt này nó gấp đôi luôn rồi đó hả? Đôi lắm rồi. Thì em dẹp nó. Trời ơi. Mua ba thằng tàu lao kia đụng nó đổ thiên thai lắm. Đó rồi vòng vòng đây có người ta mua của người khác anh thấy nghe nó thằng em vậy nè nó ai xa lạ đâu ai xa. Em đổ đó. Nó mua đâu mà có 10 triệu bạc đổ nó đâu có nghe lệnh đâu gì hả đồ mua không còn có bán không
Có được thôi, còn con nào bán? Có nào bán? Là em anh đó hả? Ừ. Ờ đó em đó. Ủa sao mà đổ ra anh không chỉ đang cho được thành công vậy? Nó có hỏi tới đâu mà chỉ. Đúng rồi. Như chị nói chú nghe nè, ba chị ra ông giặt ốc gì ông ham quá. Cái ông về em nói với nó có đổ mà chị đâu có hay. Chị đâu có hay đâu. Hết hồn. Nó đổ rồi đầu mình mới hay. Nó thấy không, thì nói chung ra nói bà con á, khách hàng của ai không biết chứ khách hàng của Liệt là làm y như Liệt là sẽ được gì, làm y mới được, được nha, làm y mới được nha, đúng mới được. Nói nào cái nào mình không biết thì mình hỏi, đừng có làm tào lao. Anh Lương này là cái mương lúc đó là đặt là cũng mới lên luôn, mới lên nó mới lên cái sạc rồi thả bèo là nuôi luôn tới giờ đó. Đúng rồi, đúng rồi, đó nó còn bị phèn đó, nó nghe mương mới chừng nào thành công chừng đấy, nhưng mà theo cái cách của em chỉ cho anh, hai năm nay đâu có gì đâu. Ờ mình không sợ, trời ốc em vậy đó, không có dám làm khác không. Nè nó còn bự lớn dữ lắm nè. Lớn dữ lắm. Hết mấy con xanh này nè. Miếng xanh đó miệng mỏng lét mà. Lớn dữ trời lắm á. Cái ham lắm. Mà chị nói với em là nó phật có phật lên. Hết hồn rồi. Rồi em xuống em quay đâu bản này. Đúng rồi. Nuôi heo mẹ là con dân nè. Không. Ý là em lẹ đó, còn nhà này nó chậm đâu được nhiêu. Bụng em lên. Trời có con lỗ gì mà bụng gì nè. Nè, nè, bu nghệ nè. Nè, là bu nghệ nè. Không? Tà trứng nè. Ờ nó leo lên đẻ rồi nè. Ờ đó. Nè tà ở coi nè. Để bỏ không à. Ham luôn mà nó. Trời ham mà đi dưới cái lập cái mé rồi nè. Đi lụm trứng á, lụm trứng đẻ mỗi ngày mà. Gì hả? Ờ đẻ mỗi ngày luôn. Chị nói chị lụm là trời ơi không trời mẹ ơi bà con ơi. Không mà mẹ hết hồn ốc này làm như đổ trong ao ấy, trong thao ấy vậy rồi. Vậy đó. Cho nè. Còn hơn là ông, còn hơn là ông chủ biết không, còn hơn là ông chủ đổ ốc ở nhà. Trời có nè người dụng chủ ham lắm. Chị nói với em là chị nói năm nay là chị ngon lành trời mấy ngày hết hồng rồi, phải mua chỗ khác là chị chắc chị tiêu rồi, mua chỗ khác rồi giống em rồi. Của em của anh Lương nếu nói rồi. Chung ra không phải gì thì nói chung ra thì kỹ thuật của ai thì sao thì em cũng không biết gì. Kỹ thuật của em là gì nè? Ý là cái này mình không có ủ đó nghe. Không ủ đó. Tự nhiên, à, tự nhiên không ủ đó. Cha nói cho chị kêu chị cho ăn thì ra thôi. Thôi không ăn đừng chỉ tào lao. Nói vậy đó. Nè bây giờ từ đó giờ chị không cho ăn nó được gì nè. Ừ. Thôi Tết nay giờ gì cũng bán hết luôn đi. Đúng rồi, chắc khi nhỏ chị cũng bán hết luôn. Tiếng này Tết này bán hết này là cũng nhiều tiền đó nghe. Cũng có vài chục đó chứ không có dưới đâu. Ừ nè. Bây giờ như hốc bụm như lỗ chỗ này mừng bụm như nè. Quá thì mừng được chứ Liệt. Chị nó cứ nhờ đàn em chứ thôi, không có chị mua chỗ khác là chị chết đi rồi. Thiệt à. Bà nhờ bà con đi. Bây giờ đây vẹt vẹt lên nữa là cũng đầy nữa nó vậy đó. Vì là khoảng 22 con ký nè. Hả? Ốc già nó bằng mặt rồi chị. Ừ. Bây giờ đây mà vẹt vẹt lên nữa là cũng còn cũng y dàn vậy đó. Nhiều lắm. Chú nghe ha, bữa hổm là chị bắt thử á. À. Không có cái da bóng. Cái da gờ còn nhớt mà đâu vậy nè, nhớt nhợt là ốc khỏe lắm. Vậy đó. Dạ. Thì cái khách hàng của ai thì của không biết đâu là chứ còn của cái Liệt là kỹ thuật của Liệt là như gì nè. Rồi, bà con làm y gì là chị ủ chị bắt chị bán là chị ủ bèo không thì có giặt được không ta? Đúng rồi, giặt gì bắt bình thường. Chị hả? Cứ giặt gì bán bình thường. Chị hả? Lại đây giặt lộn ra. Chị sao giặt sao băng ốc nhỏ vậy thờ. Không sao. Đối với em không sao. Dạ. Đối với em không sợ mấy đó. Trời đi giết mà hai ông bà đi giết mòn cái mé luôn bà con rồi nè. Chị lụm trứng á, mòn mé lụm trứng. Mỗi ngày bà. Đẻ dữ lắm đẻ. Trời lẩm chín mà. Trời ơi con nè, mẹ ơi bà con ơi. Hết cái biết luôn. Luôn rồi con nè. Nó giật qua giật lại vậy đó. Còn nổi nữa kìa. Mừng anh chị rồi, khách hàng nào thành công rồi mừng nó tợ tợ con nè. Con nè. Đó chị quá nói trời luôn ba chị ra ông giật cái ổng ham cái thằng em nó về nó đi mua người ta thấy nó nói với mình mới nói mà chỉ nó mua con thì nhỏ con bự nó nở rồi nè cái gì đó nó ăn mà cứ ăn nó ăn còn cùi không à nè còn cùi là mình biết ốc nó cỡ nào rồi cho nên nó biết bèo mà nó ăn cỡ này là mình biết ốc nó sao rồi à tợ vẹt lỗ bao nhiêu tợ ý là nó ăn cái bèo đâu nó ăn cái mình thử cái bà coi cái bèo đâu là mình biết ốc mình đạt không rồi quay sát sát cho bà con coi luôn nha tớ cái này trời quay sát cho dưới cái anh vẹt ốc luôn để mỏm cháu đổ 20 ngàn đúng ra mai chơi có tiền nhóc chân đổ 20 ngàn mượn nhóc chân ở đâu thằng trúng số anh nói em là trúng số đó tới giờ không có điện chắc lụm nữa rồi đó ừ. Nè không có điện em cuốc nào chứ vậy đó tới giờ là em biết là thành công rồi đó ừ. Thằng đó mày đổ mày trúng số vậy mà đổ 20 ngàn dở cái mương nó đổ có 50 lắm vậy hồi đó nè anh tính đổ 100 ngàn nè mà em kêu thôi anh ơi mượn anh gì là anh đổ 80 ngàn vừa rồi anh đâu dám đổ anh nghe lời em chứ anh đâu dám đổ tào lao 70
tám chục. Ừ, em kêu gì là món anh đòi tháng trăm ngàn đó, em không chịu phải không? Em chịu, em chưa có 80 à, vừa rồi. Chứ gặp người ta, người ta ừ, ăn tới 20. Đúng rồi, gặp người ta, người ta không có tâm thì đâu mà ta đi 20 ngàn thì ta lấy mấy triệu bạc nữa rồi. Rồi, 6 triệu nữa rồi, nhưng mà thôi mình đủ diện tích rồi. Trời trời, nó lại nhìn thấy bèo gì là biết lụm rồi. Lúc chị mới đổ, chưa có đổ đó thì chị nói chú là chú chị làm cái trời ông nội mẹ ơi, hết hồn luôn rồi, nó đóng không ông cô ơi. Đây nè. Chị nói là năm nay dữ lắm mà. Dữ hả? Trời trời, có nè ông nội mẹ ơi. Đạt đâu được. Trời trời. Tết này bán hết luôn đi. Chưa, tại con tốt nhỏ quá trời nè. Tốt nhỏ dữ lắm. Chú nhỏ là chị ắt, chị nói chú là chị ắt đợt rồi đấy, bằng chú đổ chị đó. Chú đổ chị hả rồi đó. Đâu con mẹ ơi. Mê dữ trời luôn á. Không chắc. À, lớn nữa. Gì là nó mua luôn, nó nói bà lớn là bà lớn 45 ngàn luôn. Nhỏ hơn vô cái nó cũng bắt luôn, 45. Mùng 2 Tết không có ốc á em. Mùng 2 Tết á. Chỉ mùng 1 mình bắt thôi. À mùng 1 Tết là không có ốc á, nó mà con thấy nó đều gan nè, mấy chục ký, chưa bắt bữa mấy chục ký bắt mùng 5. Mà nó trả 45 rồi chưa chịu bán. Nó kêu nó cọc em đi 45. Nó có kẹt tiền nó lấy cọc. Kẹt tiền. Ờ nó thôi thôi. Trời đi biết. Bà con cái ảnh đi cái trời đi ở dưới coi nè. Cái mé vậy đó. Đánh giò. Lụm trứng á. Lụm trứng á hả? Ừ, lụm trứng mà giết vậy đó, chị giặt chị kiếm á. Chỗ này chắc ốc dữ lắm nè. Biết quá chị coi bèo. Đó đó sao em sâu quá sao nó nữa nó lại lên lại không? Lên lại nè, đang lên nè. Nè. Đó nó ngon. Đó sâu đó. Trời trời, ốc con nè, ông nội mẹ ơi lên bờ chưa nè. Coi nè. Ba ơi. Nhỏ bự gì cũng lột rồi dữ lắm đó. Ừ. Chỗ nào cũng chưa hết nè. Đó. Nè, trời trời quay cái nè tính. Lưu lắm, dạ, trời lưu lắm ốc mà. Nó ăn con nè. Nó ăn còn cùi chứ không, tính ra thì ốc mình nó quá trời phá, nó quá trời đạt rồi. Trời con nè. Chứ phải còn nó nguyên cùi á. Nguyên cùi thì lắm khi nó là con ngọc nó. Ừ. Hết biết ốc. Hết hồn ốc luôn rồi, coi ơi. Chị bán chứ đừng có mua nghe chăng em thôi, đừng mua tàu lao không được. Đó, giờ đặt ví dụ cái bây giờ cái 300 em giao 300 là tiền nào của nấy là đúng sự thật không? Đúng rồi. 300 ngàn mà 300 đồng con tính ra đâu có mắc đâu mà. Trong gửi động con á như chỗ khác á. Trời chứ không dám rồi, bị gì nó mình đâu không dám mua đâu. Chết lên chết xuống rồi mình điện nó không bắt máy nữa rồi mình đâu có ngờ được. Rồi từ hồi anh ngày 2 năm nay anh nuôi ốc đó rồi anh điện em có lần nào không bắt không? Ờ em đúng nào điện em là nếu em có kẹt cái chân em cũng gọi lại à, chứ không phải như mấy thằng kia đâu. Trời, chị mua cái máy chị kể vậy, điện nó không bắt máy luôn. Máy xong rồi, điện không bắt máy luôn. Đúng quá, điện không bắt máy. Ốc này thì nặng ký luôn nè. Ừ, ốc đó nè. Anh Lương này can này đúng Tết này luôn trời. Đúng Tết luôn á. Thì chị này đi chơi. Chơi con này vậy, lỗ này như có 5 tắc vuông mà ông bụng gì nè. Ừ, 5 tắc vuông nữa. 5 tắc vuông cái gì? Ừ, 5 tắc vuông nè, lỗ này cho bà con coi nè, bao nhiêu nè. Biết lỗ không? Gần hết cái mương này như trời. Ừ, hết cái mương này luôn. Để nó khúc trở như vậy mà, có số là bự nha, nhỏ nha. Lớn luôn, nhỏ là lớn luôn. Chị nói chú là ấp rồi, chị ấp nha là bằng chú đổ rồi kia rồi đó. Nè. Nè, chuồn nè. Trời. Nó đang ăn bèo nè. Ờ, đang ăn bèo. Trời. Hết hồn. Đây trả lệnh nó đều gan vậy luôn hả? Vậy đó. Ngon vậy. Được rồi, nửa mưa này trả lại cũng được rồi. Biết nữa rồi. Thôi chị cũng cho bà con xem là khách hàng cũng thành công vậy rồi thì clip này thì Liệt cũng xuống đây cũng thăm lại, tại vì bữa nay Liệt cũng đi đổ ngang nè, thì ghé vô thăm lại coi khách hàng mình coi nó có thành công hay không, rồi sẵn chuyến đi gì đó. Rồi anh chị coi thấy gì nhóm hài lòng chưa? Hài lòng có hài lòng thôi chứ em thiệt à, em nói thiệt à, nhóm hài lòng quá, thành công luôn rồi 2 năm rồi vậy hả, thành công 2 năm rồi hết giờ quá trời luôn mà đợt rồi là chỉ bán cũng mấy nó vậy, tức là lên năm rồi bán không, là năm rồi bán không tính ra là 21 triệu rồi vậy hả, 21 rồi giờ còn một đống như này luôn cô, giờ còn đống nè mà bây giờ ấp là không biết bao nhiêu luôn á, ấp bây giờ nó cả 100 ngàn con trong này á. Vậy là trong cái thời gian giờ tính toán dự định lên bờ đang nuôi ốc là không có sai lầm phải không? Đúng rồi, không sai lầm, đúng bài luôn đúng rồi. Đúng bài. Có mưa mà chị đổ nữa rồi đó. Trời không mưa nữa. Ừ, không có mưa. Hết rồi. Như, nhắc bà con ha, bà con làm những gì cái ngày á, bà con quan trọng nhất là cái ngày thả giống, Liệt tới chỗ đổ á là thành công, khi không là cái ngày đó bà con làm y những gì chỉ đó ha là sẽ thành công. Như Lương này mà bà con làm chịch một
cái giai đoạn thôi. Đúng rồi. Là không bao giờ thành công đâu. Là không thành công đâu, mình thất bại đó. Mình phải nghe lời người ta thả sao, người ta chỉ sao, mình không biết, mình hỏi. Người ta chỉ mình. Tính ra anh thì cũng đi mằn ở Bình Dương chứ cũng đâu có gặm gì, còn em chỉ không chứ không. Đúng rồi, đâu có gặm đâu mà. Nhờ em chỉ thôi, mình không biết, mình hỏi thôi. Nào mình không biết, mình hỏi. Rồi thì hiện giờ cái clip này Liệt cũng thăm cho anh Lương cũng rồi, hả bà con. Xin chào bà con, hả bà con. Xin chào cái anh Lương ơi, cho mừng quá trời thành công rồi.